Trưa ngày 10 tháng 10 năm 2019, hàng trăm quan khách đã lần lượt tề tựu về khuôn viên quảng trường US Navy Memorial Plaza giữa lòng thủ đô Washington DC để chứng kiến một sự kiện lịch sử. Ngày mà một vị đại tá Hải quân Mỹ gốc Việt đầu tiên được thăng cấp phó đại đốc Hải quân Hoa Kỳ. Trong số quan khách có thân nhân của tân phó đại đốc Huấn, bạn bè, chiến hữu và các vị tướng lãnh Mỹ gốc Việt thuộc các quân binh chủng khác của quân đội Hoa Kỳ, trong đó có tướng lục quân Flora Lập Thể và tướng Lương Xuân Việt. Bài quốc ca Hoa Kỳ do Tony Thanh Thảo trình bày đã được tiếp nối bởi những bài phát biểu của các tướng lãnh. Đề đốc Thomas Moore, tư lệnh Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Hoa Kỳ, Naval Sea System Command, đã tuyên bố, hôm nay chúng tôi sẽ chào đón một vị sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên được phong hàm cấp tướng, và đó là một sự kiện quan trọng. Tướng Nguyễn Tử Huấn cũng đã đáp lời, đây là một niềm vinh dự lớn. Tôi rất hân hạnh trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên đeo quân hàm cấp tướng trong Hải quân Mỹ. Danh dự này thật sự thuộc về cộng đồng người Mỹ gốc Việt, những người đã truyền cho tôi ý thức về lòng yêu nước, nghĩa vụ, danh dự, lòng can đảm và tinh thần phục vụ hết lòng đối với đất nước Hoa Kỳ, nơi đã cưu mang chúng tôi. Vinh hạnh lắm, nhìn thấy không những là có mình có ba vị tướng ở đây, ông Lương Xuân Việt, ông Châu Lập Thể, rồi thì bây giờ là đề đốc Huấn. Và nhìn thấy các bao nhiêu các vị trẻ hơn nữa, các trung tá, đại tá, thiếu tá, thì kể cả các em binh nhì mới nhập ngũ này này kia đó, thấy cảm động lắm. Phó đề đốc đã về hưu Frank Thorpe, người hiện là CEO và President của US Navy Memorial and Heritage Center, đã cho biết ông rất vinh dự được Tướng Huấn đề nghị tổ chức lễ thăng cấp của mình ngay tại quảng trường trước trung tâm US Navy Memorial.